À, có đó không bác, trên Vinify in áo hoodie thì nên chọn áo nào nhỉ? Áo t-shirt thì em đang T-shirt dùng thì Linh này. em dùng Linh này. Bác in áo hoodie, Cách in áo Linh nào hoodie ném em phát. Linh nào ném em Hôm nay mình nói về các loại áo của Vinify mà mình hay in nha. Dòng đầu tiên là dòng về áo thun, áo t-shirt thì có 3 loại mình hay in, đó là Bella Canvas 3000, một Gildan 5000, Comfort Color 1717. Thì trong cái ba cái áo thun này ấy, mình đều in trong ba áo này hết. Ở những cái áo mà ở dưới đây thì nó có nhiều loại lắm. Dưới đây này nó có rất là nhiều loại này, Bella Canvas 3001 5 này, hết nè, rồi 5181 này, next level 6010. Thì mình không in mấy cái dạng đấy, mình chỉ in ba cái trên này thôi. Bella Canvas 3000, Gildan 5000 và Comfort Color 1717. Đây. Đấy là cái loại áo ấy, chứ không phải là nhà sản xuất đâu, đấy là cái loại áo. Mỗi cái loại áo như vậy ấy thì sẽ có chất liệu khác nhau. Thì mình hay in cái áo Gildan nhiều nhất, Gildan 5000 lên này là nhiều nhất. Sau đấy đến thứ hai là Bella Canvas 3001. Và cái xếp thứ ba ấy là Comfort Color 1717. Ở đây mình có chuẩn bị ba cái dòng sản phẩm đấy luôn cho các bạn coi nó khác biệt như thế nào nha. Áo mà áo Gildan 5000 đấy là áo phổ thông rồi, bạn kể cả mình thôi, ở Việt Nam cũng hay đang mặc hiện tại bây giờ đấy, là những cái áo thun bình thường màu trơn không có gì hết. Ở đây mình có màu tím. Đó. Màu tím nha. Áo này ưu điểm ấy là giá thành rẻ, dễ chịu, cotton 100%. Đó là áo phổ thông có dán 4 chiều giống như quảng cáo. Rồi cái áo thứ hai ấy là ở Việt Nam ít bán nhưng mà ở nước ngoài họ mặc nhiều, đó là cái áo này, áo Bella Canvas 3001. Bạn thấy nó có cái vân không? Nó vân 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 đấy, nó vân vân trắng trắng á. Đi suốt cái áo này, vân vân trắng trắng cái áo ấy. Cái màu này là màu màu xanh nước biển hay là màu gần gần tím tím gì đấy. Nhưng mà nó có cái vân trắng trắng á, đều hết cái áo luôn. Thì đó là thường đó là cái dạng áo của Bella Canvas 3001. Thì nó mắc hơn cái áo yêu lần đây một xíu, là mắc hơn cái áo yêu lần đây một xíu là khoảng tầm 1 cho tới 2 đô hoặc là 3 đô gì đấy, tùy màu sắc nữa nha. Xong còn cái áo mà Comfort Color 1717 ấy, đây cái áo mình được tặng của bên team ý tưởng.me. Áo này là áo Comfort 1717 này, có cái logo này. Áo này của bên Windify họ in luôn nha. Đó, thì cái chất liệu nó lại khác cái áo, hai cái áo còn lại ấy, là nó gần giống như là cái quần jean của mình á, nó chất liệu nó gần giống như là vải jean đấy, có điều nó không có dây bằng vải jean thôi, nó nhìn nó màu nó bạc bạc ấy. Đó, nhìn nó màu bạc bạc, nó là màu đen nhưng mà nó nhìn nó bạc bạc nên nhìn nó giống như là vải jean đấy, không phải áo cũ đâu nha, áo mới đó. Với lại ánh đèn đây nó cũng không có chuẩn lắm. Thì đấy là sự khác biệt. Bây giờ mình vào trong cái phần mà màu sắc của cái phần Bella Canvas đây đi. Cái Gildan 5000 thì là phổ thông rồi mình không nói nha. Còn Bella Canvas đây nó có cái màu đặc biệt là tất cả các màu sắc nó đều có cái vân vân hầu hết luôn. Và nó có chữ header đằng sau. Các bạn để ý khi mà các bạn tìm ở ở sản phẩm ở trên SC ấy thì rất là nhiều sản phẩm nó có chữ header, thì thường những chữ header đấy nó thuộc dòng Bella Canvas 3001. Để xíu mình qua bên SC mình tham khảo thêm cho các bạn cùng coi nhá. Đó. Có một số ít là không có cái chữ đấy thôi, nhưng mà hầu hết là có cái chữ header kèm theo là kiểu vân vân đấy. Giá thành thì Gildan 5000 á thì rẻ nhất. Giá trung bình bình dân
Vậy áo quốc dân rồi đấy. Vậy là Canvas thì mắc hơn một vài đồng. Còn Comfort 1717 thì mắc hơn. Đâu này Canvas thêm một vài đồng nữa. Đó, ngoài đây những cái áo dưới này thì mình không có phân fill. Ở trên này nó có một cái label là Express Delivery ấy. Thì đây là một cái label ở bên Quinify, họ có thể ship cho khách hàng tầm 2 cho tới 3 ngày luôn. Ship hỏa tốc luôn đấy, ship nhanh luôn đấy, tại khu vực ở Mỹ thôi nha. Thì các bạn có thể tham khảo thêm ở đây. Còn những cái áo nào mà nó không có cái nhãn đấy ấy, thì cân nhắc. Mỗi một cái sản phẩm này ấy, nó có nhiều nhà in á. Bây giờ mình nói về những cái nhà in mà mình hay in nha. Trong đây đây là những cái nhà in này, những nhà in này, những nhà in có thể in được cái loại sản phẩm áo video 5.000 đấy. Và tùy tùy vào từng quốc gia, ví dụ ở đây là Mỹ, đây là Úc, đây là Mỹ, đây là Úc, và họ có cái thời gian sản xuất trung bình là một ngày, một ngày một, Canada hoặc là ở Mỹ 1,5 ngày, và in ở vùng in có thể in mặt trước, in mặt sau, in cánh tay trái, in cánh tay phải, hoặc là in trên cổ áo. Kích thước size là từ size S cho tới 5XL. Gần như là những cái nhà in bên Vinify họ in được gần như là maximum cái kích thước luôn và cái màu sắc luôn. Còn bên những nhà in khác mình không thích là do họ in một số dòng sản phẩm nó bị giới hạn về màu sắc này, giới hạn về kích thước à, kiểu vậy. Còn bên Vinify thì gần như đáp ứng hết cho mình luôn. Ví dụ nhà in này không đủ màu thì mình sẽ, nhà in này này không đủ màu sắc của mình thì mình sẽ qua một nhà in khác, chấp nhận với cái giá thành nó chênh nhau một xíu, nó chênh lệch nhau một xíu để mà có được cái dòng sản phẩm đa dạng hơn cho khách hàng của mình á. Thì nhà in là mình hay in đấy là nhà in Fit POD và nhà in Monster Digital. Đấy là hai nhà in mà mình hay in vì cái giá thành của nó rẻ, cạnh tranh, kích thước màu sắc đa dạng và gần như là maximum luôn. Và điểm đặc biệt nữa là có thể in được mặt hàng JMAT. Còn những cái nhà in khác ấy, thì có một số nhà in trong này họ từ chối in JMAT. Nên mình in riết rồi bắt đầu là mình quen với hai nhà in đấy luôn. Đấy nha. Và bây giờ mình sẽ qua bên SC. Qua bên SC mình lướt qua này. Đây là áo, áo mà về Bella Canvas 3001 này. Đó. Mình bật cho các bạn coi nha, coi đúng nha. Đây, ở trong cái sự lựa chọn của cái cửa hàng này á có Hidden Dark Ray này, áo unisex, coi trong cái phần mô tả, viết mô tả hoặc là coi trong cái bảng màu. Cái người này thì họ không ghi chi tiết, mình sẽ quay một cái người khác đi, người này đi, sản phẩm gì họ sẽ ghi ở ngoài thôi. Cái này là cũng là, đây là màu của Gildan 5000 này, còn cái màu này ấy là màu của Bella Canvas 3001 này. Đây là màu Bella Canvas 3001 này, nó có vân 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 đấy. Bật coi trong này anh này để chi tiết không. Đấy là cái phần mà cạnh tranh được với bên ngoài là nhờ qua cái đấy ấy. Anh này anh cũng không ghi chi tiết, nhưng mà nói chung các bạn cứ nhìn mock up ở bên SC ấy, cứ thấy cái nem mà vân 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 ấy là biết là của Bella Canvas 3001. Sợ thì sợ nhỉ. Mấy áo này trơn trơn, áo màu đen trơn rồi áo trắng trơn kiểu như vậy thì nó là của Gildan 5000. Bán toàn bán bestseller. Còn đây là Bella Canvas 3001 này.
Có cái bảng màu có ghi á, Unisex chỉ ghi chung chung à. Cái người này họ cũng không ghi chi tiết. Đây, còn cái áo này giống jean jean đây là kiểu áo Comfort 1717 á. Đây là coi cái bảng này chắc có ghi Udon. À, cái người này có nhiều sự lựa chọn. Beyond Canvas 3001. Không ghi chi tiết. Gói này phải 1717 nha. Không ghi chi tiết thôi. Nhưng mà nói chung là ở trên SC thì nó chỉ có ba cái loại sản phẩm đấy là người ta bán chạy và bán nhiều thôi. Mình coi sơ qua hết rồi. Thì cái video này nó chỉ có vậy thôi. Bạn nào mà muốn ship nhanh đi, à mình lướt sơ qua một vài cái sản phẩm của mình nhá. Cái cửa hàng này các bạn khỏi tìm nhá. Cái cửa hàng này mình ngưng cũng gần năm rồi ấy. Đây là cái số mà mình fulfill này. Mình đang fulfill bên tài khoản khác rồi. Đây là cái sản phẩm mà mình đã từng in trước đây này. Áo Gildan 18.000, view áo hoodie ấy, áo sweatshirt thì là Gildan 18.000 này, áo mà áo hoodie là 18.500 này. Áo thun là Gildan 5.000 này, Gildan 5.000, nước sơ qua nha, Gildan 5.000, 18.000. 5.000, 5.000, 5.000 đó, qua. Cho các bạn coi luôn. Đây là những cái đơn hàng của mình á, áo màu trắng này, áo 18.500 này. Gildan 5.000, Gildan 5.000. Canvas. Rồi. Beola Canvas 3001 này, nó bắt đầu xuất hiện Beola Canvas này. Nó chỉ xếp thứ hai thôi, thì đấy mình ít in. Beola Canvas 3001 này, những cái đơn của mình á. Gildan 18.500 này. Beola Canvas 3001 này, không? Beola Canvas 3001, 3001 này. Và mình có in thêm, cái thời điểm đấy mình có in thêm một cái sản phẩm khác. Cái màu này thì nó không có ở trong những cái dòng sản phẩm đấy. Dòng này màu sắc của nó là Tahiti Blue vậy. Thì mình in ở bên dòng sản phẩm là Next, Level 3006. Nhưng mà ít á, nó chỉ có 1-2 cái trong một tháng à. Bật thêm cho bạn coi nha. View gần 5.000, view gần 5.000, view gần 5.000, Yola Canvas 3001. Đó, tất cả những cái này mình đều đẩy từ API ở bên cửa hàng POD qua ấy. Đây, bên cửa hàng POD của mình đây. Nay mình có đơn này, mình chưa có full fill. Ở trong phần này nó cũng có cái sự lựa chọn là ưu tiên hỏa tốc cho các bạn này nếu mà bạn chọn đấy. À, còn bên cái bạn nào mà full fill bằng tay ở bên cửa hàng Pintify ấy, thì mình thử tạo một cái cho các bạn coi luôn nha. Cái này là view là 5.000 này, mình tạo một cái đơn này đi, tạo thêm một cái đơn nữa thì bạn sẽ chọn cái phần nào để ship nhanh cho khách hàng. Thì đương nhiên là sẽ thêm chi phí cho cái đơn hàng này á, thì bạn sẽ chọn cái phần này này. Ship bình thường là 4.75 đô tới khu vực này, mà bây giờ đây là ship hỏa tốc thì thêm vài đô nữa này đó. Đó thì chỉ có vậy thôi. Rồi, hy vọng cái video này có ích một phần nào đối với các bạn. Chào các bạn.